Thời gian qua, hoạt động giáo dục địa phương tại trường trung học cơ sở Khánh Yên Trung, huyện Văn Bàn được tổ chức thường xuyên với mục tiêu giúp các em học sinh khám phá và trân trọng những giá trị truyền thống của quê hương. Bằng nhiều hình thức đa dạng, các em không chỉ được bổ sung những kiến thức quý báu mà còn có ý thức hơn trong việc phát huy những nét đẹp văn hóa của đồng bào mình. Đấy, nào, đi chồng chồng thôi. Xin chào. Xin chào các cháu nhá. Đấy, yêu thế nhỉ. Tương nhớ là tương nhớ. Tương nhớ là tương nhớ. Khăn hạ chỗ là. Cái khăn hạ chỗ tướng. Cái khăn hạ chỗ tướng. Tướng áo phục ứng phá. Tiết học giáo dục địa phương của lớp 8A trường trung học cơ sở Khánh Yên Trung hôm nay đặc biệt hơn khi có sự tham gia của nghệ nhân ưu tú Hoàng Thị Quản, một người rất am hiểu về văn hóa đồng bào Tày nơi đây. Bằng hiểu biết và cách chia sẻ gần gũi, nghệ nhân Hoàng Thị Quản đã hướng dẫn các bạn học sinh tập hát dân ca đơn cùng những điệu múa xòe, múa then truyền thống của đồng bào dân tộc Tày ở Văn Bàn. Khi mà gặp bà thì bà rất là hiền, bà luôn cười. Và khi vào tiết giảng thì bà chỉ cho cháu hát từng ly từng tí và uốn nắn các động tác cho chúng cháu hiểu ạ. Thì một số những cái tiết học chúng tôi cũng mời bà lên và bà cũng rất là nhiệt tình lên để giao lưu. Từ đó để cho các em tìm hiểu, giáo dục thêm được cái tinh thần, tình yêu quê hương, đất nước, yêu những cái giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc. Công việc truyền dạy của nghệ nhân Hoàng Thị Quản đã kéo dài gần 10 năm nay. Bà đã tự mình lưu giữ và chép lại 100 bài hát nôm cùng nhiều điệu múa xòe, múa then truyền thống và dạy lại cho thế hệ trẻ. Đối với bà, đây không chỉ là một công việc mà là một sứ mệnh góp phần bảo tồn và lan tỏa văn hóa Tày qua từng thế hệ. Thì tôi cũng mong muốn là làm sao vì các thế hệ trẻ này là phải có tâm huyết này, có nhiệt tình này, để mà sau này là không mai một, phải giữ gìn và phát triển. Sự tận tâm của nghệ nhân Hoàng Thị Quản, sự đồng hành của các thầy cô đã góp phần giúp các bạn học sinh thêm yêu và tự hào về những nét đẹp văn hóa của quê hương. Từ đó, chính các bạn là người quảng bá và phát huy những giá trị tốt đẹp trong tương lai.